Ngàn năm qua nở, ngàn năm tàn. Hoa vừa kịp nở, lá vội tan. Chỉ thấy hoa mà không thể thấy lá. Thấy lá rồi thì chẳng thể gặp hoa. Lá và hoa vô cùng chung một rễ, vốn rất gần mà chẳng thể gặp nhau. Người ta nói, đó là loài hoa bỉ ngạn. Cây có những cánh hoa dương dài từ mặt đất, khi nở, xòe ra mỗi hướng như muốn đón lấy tất cả tinh túy của trời đất. Một khi cây ra hoa thì lá sẽ không phát triển được nữa, nên hoa và lá cây bỉ ngạn, muôn đời không bao giờ được gặp nhau. Tại Nhật Bản, hoa mang ý nghĩa là hồi ức đau thương, là loại hoa đại diện cho sự chia ly, sự tuyệt vọng. Xin chào các bạn. Hiện nay hai vợ chồng mình đang ở một nơi có lễ hội hoa bỉ ngạn được tổ chức vào ban đêm, tức là lễ hội ngắm hoa bỉ ngạn. Mình thấy con đường này rất là đẹp, được trang trí nhiều rồi, nhiều cái đèn led và làm cho cái hoa bỉ ngạn được tôn lên cái vẻ đẹp, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Nếu đi ngắm hoa bỉ ngạn vào ban đêm thì ta sẽ cảm nhận rõ hơn về sự huyền bí, cảm nhận được sự đau thương trong nét đẹp của loài hoa này. Bỉ ngạn mang một chút gì đó buồn thẫm, mang một chút gì đó tà ác, mang một huyết sắc đỏ rực. Bỉ ngạn gợi cho ta cảm giác chính là trăng trong nước, hoa trong gương, càng ngắm thì càng muốn nắm giữ, tưởng chừng như đã có thể nắm giữ được, nhưng cuối cùng tất cả phải chăng đều là hư hư thực thực. Liệu đã có ai thực sự chạm vào, thực sự nắm giữ được trong tay? Càng đẹp càng tà độc, càng rực rỡ lại càng chóng tàn phai. Ái tình là bông ảo, khi duyên hết thì tình cũng dứt, trả hết nợ một đời thì đừng đến luyến tiếc mà càng thêm đau khổ. Tình ái cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn kia, mỹ lệ kiều diễm đấy, nhưng chóng tàn, có hoa có lá đấy, nhưng vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau. Hủ hoa vô dịp vô tư ngộ, dạng kiếp luân hồi dạng vấn dương. Hoa bỉ ngạn, tiếng Nhật đọc là Hiyanbana. Cuối tháng 9 đầu tháng 10 là tiết thu phân. Đó là khoảng thời gian thích hợp để bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa này. Tiết thu phân cũng là giai đoạn mà người dân Nhật Bản đi tảo mộ. Họ cho rằng đây là khoảng thời gian gắn kết hoàn hảo nhất với những người thân đã mất. Do đó, loài hoa này còn mang một ý nghĩa rất thiêng liêng, kết nối giữa hai thế giới. Các bạn ơi, bây giờ hai đứa mình đã kết thúc buổi ngắm hoa bỉ ngạn vào ban đêm rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh giúp bọn mình nha. Xin chào.